Vậy là mà hở quá trời hở. Thật ơi, nhất là nhìn đứa con kìa. Hai cái con này á, mà tao nói thích. Hai con gì vậy anh? À, anh đang coi thế giới động vật. Sinh vật khổng lồ. Đó, em nhìn đi, hai con voi đó. Chứ hai con voi này á là nó nhận con ngựa là làm con nuôi. Mà cuối cùng ngựa sống không nổi. Thôi em không coi cái này đâu. Em coi nào. Có khả năng tư duy cảm xúc. À, em chưa có nấu cơm kịp. Không, mấy anh ăn trái cây đỡ trước nha. Anh chờ cơm của em nấu thôi. Không có ai mà nấu cơm ngon qua khỏi em á. Để bây giờ anh ăn trái cây rồi đỡ đói trước cái này. Vậy mà kêu không có chờ ăn trái cây, chờ cơm. Anh ăn đây không phụ lòng em gọt mà. Xếp. Xếp gọi. Ủa sếp anh gọi kìa. Sếp Lê Mạnh gọi cho anh đó. Ủa sếp mới hả anh? Mới, sếp mới chuyển về thay sếp cũ. Người cũ yếu quá nên đi rồi. Ừ. Người mới mạnh hơn. Đúng, người mới mạnh hơn. Ờ. Hai. Cái gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Nó phải hát một mình. Bởi vì em bị gì vậy? Em cứ coi phim là em không có chịu nổi. Trời ơi, coi phim gì mà khóc như vậy? Phim Ấn Độ. Phim Ấn Độ sao khóc? Dài quá. Trời, em coi từ lúc nào rồi? Coi cách đây 4 năm. 4 năm vẫn chưa hết phim hả? Khóc là tại vì tức á. Sao tức? Không hết đi để cho người ta coi phim khác. Trời ơi, cái phim Ấn Độ. Nhức đầu luôn. Thôi anh lo nghe máy đi, sếp gọi hoài à. Nghe máy đi. Trời ơi nè, thôi kể sếp đi. Anh nó nói rồi, cái giờ này là giờ dành cho gia đình. Gia đình là trên hết. Anh không thể nào mà nghe mấy cái điện thoại này được. Sao khóc nữa vậy? Nhìn mấy đứa diễn viên trông tội nghiệp quá à. Tại sao tội nghiệp? Coi từ hồi tụi nó nhỏ xíu thì giờ mọc râu hết trơn rồi. Dài dữ vậy không biết nữa. Nghe điện thoại của sếp đi. Em nói đó nghe. Em nói nghe điện thoại của sếp đó nghe. Thì nghe đi mà. Anh là nể tình vợ anh mới nghe điện thoại này. Không á là không bao giờ anh nghe điện thoại. Để không có tập trung để coi phim gì được hết trơn. Alo. Sếp hả? Tôi đang. Mèo con của em. Anh đang làm cái gì vậy? Đừng hỏi tôi đang làm gì. Tôi là một người đàn ông chân chính, là trụ cột của gia đình, nên không cần sếp phải lo. Vậy thì còn cuộc sống của em thì sao? Anh không muốn cống hiến hả? Cái gì? Tôi là muốn cống hiến hết tất cả cho sếp. Sếp muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó, làm cho đến chết. Vậy thì mau tới đây với em đi. Em... Trời ơi, sếp ơi, sếp. Bây giờ đang bận lắm nghe sếp nha. Vậy thì thôi, không cần anh nữa. Em sẽ tự xử luôn. Ghét quá. Ôi, tầm bậy tầm bạ, sếp gọi mới đi chứ, đi em, đi. Em kỳ quá, anh vì gia đình của anh. Anh kỳ quá. Anh không vì một cái lời mà không, vì em, tiền. Em quan trọng sự nghiệp của anh. Anh cứ không có tập gì tiền công mà bỏ thì anh nói chuyện thẳng thắn với sếp nè. Em ủng hộ anh cứ lo công việc đi. Sếp à, bây giờ là vợ tôi ủng hộ đi sếp nha. Dốc hết sức bình sinh cho sếp. Đó, dốc hết sức bình sinh cho làm sếp. Làm cho sếp thật sự hài lòng. Làm cho sếp thật sự hài lòng. Được chưa? Sếp là chúa tể. Sếp là chúa tể như chiếc nhẫn. Cái gì? Sếp mà sếp. Sếp nhớ giữ nguyên cái cảm xúc đó nghe. Tôi tới liền. Ok baby. Nhớ là phải giữ nguyên cái trạng thái và cảm xúc của anh ngay bây giờ nha. Mèo con của em. Em sao vậy? Hả? Nói chuyện gia đình của mình mà. Tự nhiên bây giờ em bắt anh đi làm gì? Đi đi, trời ơi. Sẽ tốt cho công việc của anh. Anh đi là nhờ em á. Trời ơi, anh không ngờ. Anh có người vợ mà hiểu anh gì hơn. Đi nha. Đi 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 đi. Đi đi em. Anh nhớ là phải nói chuyện đàng hoàng với sếp đó nha. Alo, bé sếp hả? Em làm tốt lắm. Giữ nguyên cảm xúc của chồng chị. Chị qua liền. Em biết rồi. Chị cứ để đó cho em.
Nhớ chuyển khoản cho em đầy đủ đó nha. Anh ơi, nhớ nói chuyện đàng hoàng với sếp nha. Thiệt tình, nói chuyện với sếp mà thô lỗ dễ sợ. Tôi mà là sếp ổng chắc tôi đuổi việc ổng rồi đó. Anh về rồi nè. Ủa? Anh mới dẫn sếp về nữa. Ơ đèn đèn đèn. Cái gì vậy? Thật ra đây mới là sếp lớn của anh. Trời ơi. Con gái cưng là sếp lớn của ba nghe chưa? Dạ. Vậy mà còn... ba ở nhà với con nha. Ba tất nhiên phải ở nhà với con và mẹ của con nữa nè. Biết sao không? Gia đình mình không? Ba không thương gia đình mình đâu. Không thương số 2 đâu, chỉ thương là nhất thế giới thôi. Ừ, được chưa? Trời của con là số 1 đó.